em nhá. Chúng tôi hôm nay là gồm 4-5 anh em đang ở chỗ nhà anh Tình là chúa vua núi ở đây, vua núi ở đây. Rất là nhiều đất, nhiều đồi khắp nơi trên cái khu vực bản làng này. Toàn bộ khu vực này là của anh ấy. Chỉ một cánh tay, 5 cánh tay nhá, 5 hướng. Chúng tôi đang ngồi trên cái nhà sàn của anh. Anh em nào mà muốn có một cái căn nhà thứ hai cách Hà Nội khoảng 80 km nhé, thì có thể là comment ở dưới cái video này hoặc là inbox cho tôi, tôi có thể giới thiệu cho cái chủ nhân có rất là nhiều đất này cho anh em được biết. Hoặc lên đây Ngao Du Sơn Thủy thì có thể là liên hệ với anh Tình nhé. Rồi, phải cố gắng là theo dõi cái video kế tiếp của tôi nhé, hoặc là tiếp tục cái video này, tôi sẽ gửi cho các bạn các thức hình nhiều cái mảnh đất đẹp hơn, nhiều cái vị trí đẹp hơn nhé. Chúng tôi đang đi bộ lên núi nha. Rất phiêu phiêu lắm các bạn. Hôm nay ngày 24 Tết. Mua đất không cộng sổ bao nhiêu mét khủng khiếp. Vâng, phía trước các bạn, mắt các bạn này, núi này thực sự là rất là đẹp. Chúng tôi đang đi bộ xuống, bây giờ cũng là quán trưa, đang xuống ăn cơm. Nhà sàn ngay dưới này. Quá đẹp đúng không ạ? Vâng, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì được chú gì nhỉ, chú ơi? Tiến. Chú Tiến ạ. Tiến. Chú Tiến mời uống rượu. Chú ở Đà Bắc. Rất là ngon. Một cái để tôi review cho anh em được biết là một cái mâm thịt lợn lá chuối nhá. Bắt đầu review cho anh em xem. Cố lá ở Cao Sơn, Hòa Bình à? Cao Sơn. Đà Bắc và Hòa Bình. Đấy, nhìn các bạn nhìn ngon không? 24 Tết. Đấy, anh em xuống đây sau khi được xem đất rồi thì bắt đầu rất là ngon, đặc biệt. Em lái xe chưa giờ nào được ăn một cái mâm lớn như thế này. Rất ngon ngào. Xin chào anh em nhé. Đây là cái lô đất cạnh mặt đường. Đường to này. Ô tô của tôi kìa. Đấy. Trên này cũng là nhà sàn này. Lên đường lên nhà sàn rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta xuống nhá. Xuống ngay dưới này nó vẫn chưa có đường, mà là chúng ta cùng tôi xuống đường. Tôi chuyển màn hình, các bạn có muốn tôi chuyển màn hình để xuống không ạ? Dốc à, dốc này. Xuống dưới kia mem nước bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã theo hành trình của tôi đi xem đất. Đó. Ồ, rất rộng luôn. Anh em nào đã từng trải một lần
đi săn đất mà khỉ ho cò gáy chó ăn đá mà gà ăn sỏi như tôi không? Chó ăn đá gà ăn sỏi kêu như nào? Mà đã bao giờ đầu tư được như thế không? Đầu tư nó phải là chưa thành hoa hậu, nó phải là một cô thôn nữ Xuân Cước. Còn đâu bây giờ nó đã trở thành hoa hậu ấy, nó lên sàn rồi, nó lên catwalk rồi. Ồ, thì bao nhiêu đại gia nó xăm soi. Lúc đấy anh em mình có sơi được không? Anh em có tiếp cận được không? Anh em phải nghĩ xem nếu khi mà cô thôn nữ mà nó trở thành đại gia rồi, thôn nữ thành hoa hậu rồi, chân dài hàng ngàn người theo dõi rồi, anh em có đầu tư có tiền để mà theo không? Đây này, đây thôn quê này, thôn nữ này đang ở trong cái túp lều này, giống như cái lô đất này, đang ở một cái nơi Sơn Cước chưa ai nhòm ngó đến, thì chúng ta phải lần mò tới và tiếp cận và mua với cái giá cực kỳ siêu rẻ, chỉ 500 đến 1 triệu nghìn một mét vuông. Anh em đi nhậu đúng không là hết rồi, tôi vừa đi nhậu về xong cũng đã hết mẹ mất 1 triệu 5 triệu, chỉ là 5 mét vuông rồi đúng không? Thế bây giờ mà 5 triệu chúng ta được 5 mét vuông rồi, cái đất đẹp như thế này, đây mét hồ ấy, chúng ta có đầu tư không? Chúng ta có nên đầu tư không? Đấy, vừa đây là núi đúng không? Trên kia vừa rồi tôi xuống là ô tô tôi để bên trên đúng không? Là đường quốc lộ đó. Vậy sao chúng ta không đầu tư? Thế tại sao mà chúng ta lại bỏ qua cái thôn cô thôn nữ trước khi mà cố ấy lên sàn diễn catwalk đúng không? Thế tại sao chúng ta phải đầu tư để quá siêu rẻ? Và bây giờ này, ra mém nước này, tôi thấy cực kỳ rẻ. Tôi đã chốt cái lô này, thực sự là siêu rẻ nhỉ. Đây rồi, đây là những anh em đồng đội ở quê ở đây ra câu. Đây có cá không em ơi? Đấy. Có cá lớn nữa. Có rồi anh em. Ở bên này là homestay. Ồ, homestay này. Homestay đây. Ôi, có đẹp không? Đây được cái là có cái tảng đá. Anh em hãy chú tư kiểu ảnh nha. Tách. Đấy. Tại sao mà chúng ta không điều tư? Sơn nước hữu tình. Đây anh em nó tự do nên nó mang cát rưởi nên nhìn rộng sạch. Quá đẹp luôn. Thôi, anh em nào thấy hay thì comment bên dưới. Và muốn đầu tư cùng tôi, cùng Mr. Hanh thì hãy comment bên dưới và inbox cho tôi nhé. Theo cái số điện thoại tôi đã comment ở bên dưới hoặc là theo kênh của tôi, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau tiến bộ và cùng nhau phát triển. Tôi hy vọng rằng trong 5 đến 10 năm tới thì các bạn có một cái tài sản nào đó, nhất là bất động sản đó, là giữ cho mình. Chúc các bạn thành công và nhớ inbox và chia sẻ nhiều cái kênh này cho nhiều người được biết, đúng không ạ? Rất vui được kết nối với các bạn. Hello, xin chào các bạn nha. Và đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái homestay, cái khu nghỉ dưỡng hình thành. Và đây câu cá này. Ô, được chưa? Đấy, rất là đẹp. Quá đẹp đúng không? Sơn nước hữu tình. Anh em là ở đây luôn đấy à? Ô, cá này. Cái này bán hay là như nào anh nhá? Bán gì được. Bao nhiêu tiền một con cá này? Được ăn nên. Ăn à? Em cho anh con được không? Đấy. Hả? Thì chỉ thôi. Đó, rất là ngon. Ném nước luôn. Rau hết vào đây rồi. Thôi, bạn nào muốn thì comment bên dưới và inbox cho tôi nhá. Bất động sản nghỉ dưỡng. Tối về một chén rượu ngồi anh em nhau được. Này dám lên mà ăn cũng hết ý nhỉ. Thì bỡ bụng vào ấy ạ. Ông à, phải biết đấy. Ông